Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, khả năng miễn dịch của con người ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Yếu tố dinh dưỡng liên quan chặt chẽ với các chất như protein, vitamin A, C, E, selen, sắt và kẽm. Tiêu thụ thực phẩm hàng ngày là cách để duy trì dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường chức năng miễn dịch và sức khỏe cơ thể nói chung. Khi hệ thống miễn dịch được khỏe mạnh, vì có đầy đủ chất dinh dưỡng, chúng mới có thể chống lại, hạn chế ảnh hưởng của sự tấn công từ các yếu tố gây bệnh, virus, vi khuẩn, đặc biệt trong thời điểm hiện tại là virus SARS-CoV-2. Dưới đây là chế độ dinh dưỡng cần được bổ sung cho cơ thể để tăng cường sức đề kháng, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang hoành hành, được các nhà dinh dưỡng khuyến cáo lựa chọn. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Protein là thành phần nền tảng có liên quan đến thành phần của mô và cơ quan miễn dịch, có chức năng bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể. Thiếu protein, cơ thể gây ức chế việc hình thành kháng thể, dẫn đến kháng thể giảm, khả năng tiêu diệt vi khuẩn virus có hại cho cơ thể giảm. Các nhà dinh dưỡng khuyến cáo, người trưởng thành khỏe mạnh một ngày nên tiêu thụ hơn 65-75g protein mỗi ngày. Thực phẩm giàu protein bao gồm trứng, thịt bò, cá, sữa, các sản phẩm từ đậu nành. Các loại vitamin. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc đường hô hấp và đường tiêu hóa. Việc sản xuất các kháng thể trên bề mặt niêm mạc có tác dụng lớn trong việc chống lại sự tấn công của virus gây bệnh. Thực phẩm giàu vitamin A gồm gan động vật, lòng đỏ trứng. Các loại rau và trái cây cũng chứa nhiều vitamin A như bông cải xanh, rau bina, cà rốt, khoai lang, bí ngô, cam, xoài. Vitamin C là một loại vitamin thiết yếu cho hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nó có thể ức chế sự tổng hợp của virus mới, từ đó có tác dụng chống lại virus xâm nhập. Nguồn thực phẩm giàu vitamin C đến từ trái cây và rau tươi như kiwi, cam, quýt, bưởi, cà chua, súp lơ, củ cải, ớt chuông. Vitamin E có thể thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan miễn dịch sự phân hóa của các tế bào. Thực phẩm giàu vitamin E gồm các loại hạt như hạt hướng dương, các sản phẩm từ đậu nành và lúa mì. Selen, nguyên tố khoáng chất vi lượng selen là một chất chống oxy hóa mạnh. Đủ lượng selen sẽ giúp tăng cường khả năng chống nhiễm trùng cho cơ thể. Nguồn cung cấp selen là các loại thực phẩm như gạo nâu, lúa mạch, cá, tôm, rong biển. Khoáng chất sắt và kẽm. Sắt và kẽm có thể giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch. Các loại động vật có vỏ và hải sản như hàu, cua là nguồn cung cấp kẽm vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, gan động vật và thịt nạc cũng rất giàu sắt, cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ. Trong đó, các loại thủy hải sản có vỏ là nhóm thực phẩm được nhiều người nghĩ đến nhất khi muốn tìm cách tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Bởi chúng thường chứa rất nhiều kẽm. Kẽm là vi chất mà cơ thể chúng ta rất cần để các tế bào miễn dịch có thể hoạt động tối ưu. Một số loài động vật có vỏ có chứa nhiều kẽm mà bạn nên thêm vào chế độ ăn là cua, sò, tôm hùm, hàu. Dù kẽm rất quan trọng, nhưng mỗi ngày chỉ nên bổ sung một lượng vừa phải. Uống nước đúng cách góp phần phòng chống dịch COVID-19. Cơ thể hàng ngày cần khoảng 2-2,5 lít nước từ thực phẩm và đồ uống để bù lại lượng nước mất qua các con đường khác nhau. Tỷ lệ 2/3 lượng nước do đồ uống cung cấp, phần còn lại do thực phẩm khác cung cấp. Nhu cầu này phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể, hoạt động thể lực. Không được để miệng và cổ họng khô, cần uống nước sạch, nước đun sôi để nguội, uống chậm, uống từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày, ngay cả khi không khát. Không uống nước bị đun đi đun lại nhiều lần, không uống nước nhiều trước khi đi ngủ, không nên uống nước ngọt thay cho nước lọc. Những đồ uống chứa cồn, trà, cà phê có tác dụng lợi tiểu nên làm tăng tốc độ mất nước qua thận, do vậy cần hạn chế. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với nội dung ăn ngủ nghỉ như thế nào cho hợp lý trong mùa dịch COVID-19. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.